môi trường ngày càng lớn, nhưng thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh thiếu nơi xử lý dẫn tới rác ứ đọng một lượng lớn tại các địa phương. Trong khi đó, đa số người dân chưa có ý thức tự phân loại xử lý rác tại nhà trước khi thải ra môi trường. Thực trạng và giải pháp nào để xử lý rác thải ở Hưng Yên sẽ là vấn đề được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau đây. Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh gần 800 tấn rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, lượng rác được xử lý bằng công nghệ lò đốt và chôn lấp hợp vệ sinh là gần 300 tấn, tức chưa được một nửa lượng rác phát sinh mỗi ngày. Như vậy, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn khoảng 500 tấn rác thải sinh hoạt chưa được xử lý, dẫn tới lượng rác tồn đọng lớn ở các bãi rác, điểm tập kết rác của các địa phương hoặc đổ ra ven đường, kênh mương, sông ngòi và đốt tự phát. Dự báo đến năm 2025, lượng rác thải sẽ tăng lên gấp đôi. Vì thế, đây đang là vấn đề hết sức bức thiết, đòi hỏi phải sớm có biện pháp xử lý. Tại huyện Ân Thi đang diễn ra tình trạng đổ rác thải bừa bãi, tùy tiện ven đường giao thông, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến mỹ quan. Ngay trên quốc lộ 38, đoạn giáp ranh giữa hai xã Bãi Sậy và Phù Ủng có một bãi rác lớn ùn ứ hàng chục mét do người dân tự ý đổ rác ra đây. Mặt khác, thường xuyên có hiện tượng đốt rác gây ô nhiễm cho hàng chục hộ dân sống gần đó. Bãi rác thì nó phải có nơi đổ quy định chứ không phải đổ bừa phứa này được. Đổ bừa phứa này thì ảnh hưởng, nói chung là ở gần đường quốc độ này ảnh hưởng đến mỹ quan thẩm mỹ, rồi là ảnh hưởng đến dân xung quanh nhé. Cũng tại xã Bãi Sậy, tại lề đường tỉnh lộ 387 cách ủy ban nhân dân xã chưa đầy 100 m, còn có một bãi rác ứ đọng hàng chục tấn rác thải lâu ngày không được vận chuyển đi. Chính quyền xã Bãi Sậy bất lực trong xử lý bãi rác này do địa phương không còn chỗ chứa rác. Nó mùi hôi hôi với cả đi nó hơi khó chịu. Những người còn đốt ở đây là khói nó bụi bậm xin nữa, cháu còn bị xe nó đâm vào. Còn tại huyện Kim Động, những năm trước đây, huyện đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác thải với kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi điểm. Song hiện nay, không phát huy được tác dụng mà còn trở thành những điểm gây ô nhiễm môi trường do nhiều năm rác không được vận chuyển đi, ùn ứ thành đống như thế này. Điển hình như ở điểm tập kết rác xã Đồng Thanh đã quá tải, không còn chỗ chứa rác. Thậm chí rác, nước thải tràn ra lòng đường và ra kênh mương tưới tiêu đồng ruộng. Mấy năm nay rồi, từ năm trước Covid mà không tải đi mà các nơi nó vẫn đổ vào đây. Nhà nó lúc mưa nó tràn hết cả vào ruộng lúa rồi thối à, không làm được lâu ở đây. Cái lượng rác thải cũng đang ngày một nhiều, cho nên là cố gắng làm sao là ủy ban nhân tỉnh cũng chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn xây dựng các cái nhà máy xử lý rác thải để đảm bảo cái môi trường chung. Giống như ở huyện Kim Động, tình trạng rác thải ứ đọng chất đống cao như núi, bãi rác không còn chỗ chứa rác cũng đang diễn ra ở những bãi rác, điểm tập kết rác tại hầu hết các xã của huyện Khoái Châu. Hơn 2 năm qua, rác thải không được vận chuyển đi xử lý nên các điểm tập kết rác trở lên quá tải. Mặt khác, người dân không mặn mà thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, dẫn tới lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn. Đời sống người ta nâng lên, cho nên rằng là rác nó quá nhiều, phải gấp 3, gấp 4 ngày xưa. Rác rưởi không còn biệt để đi nữa, đường xá rất là bẩn thỉu. Huyện Khoái Châu có dân số đông nên lượng rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày lớn nhất tỉnh với khoảng 100 tấn rác. Song từ năm 2021, huyện đã dừng vận chuyển rác đi xử lý ở công ty Urenco 11 nên lượng rác ứ đọng rất lớn. Rất là khó khăn. Thứ nhất là không thể tiêu hủy bằng cách đốt được, nó sẽ gây ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai là cái lượng để thuốc để xử lý cũng rất là hạn chế mà nó cũng không thể tiêu được. Tỉnh Hưng Yên hiện có hai nhà máy xử lý rác bằng công nghệ lò đốt đang hoạt động là nhà máy xử lý rác Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, công suất 40 tấn trên ngày đêm và nhà máy Urenco 11 ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, công suất 100 tấn trên ngày đêm. Như vậy, chỉ có khoảng 20% lượng rác thải sinh hoạt. Trong số gần 800 tấn rác phát sinh mỗi ngày, hiện nay được xử lý bằng công nghệ đốt hiện đại. Về xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh, tỉnh Hưng Yên chỉ có duy nhất bãi rác thành phố Hưng Yên, mỗi ngày chôn lấp được khoảng 100 tấn rác. Đây là lượng rác phát sinh hàng ngày trên địa bàn thành phố Hưng Yên được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên thu gom, vận chuyển về bãi rác để xử lý. Năm 2021, ô chôn lấp rác số 1 của bãi rác đã đầy. Hiện nay đang vận hành ô chôn lấp rác số 2 với diện tích 2,4 ha. Dù giải quyết xử lý được một lượng lớn rác thải trên địa bàn thành phố Hưng Yên, song đây vẫn là phương pháp xử lý lạc hậu, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và tốn diện tích đất. Về lâu dài sẽ khó khăn trong bố trí quỹ đất để chôn lấp rác. Công ty đang vận hành sang ô chôn lấp số 2
với cái dự kiến là vận hành được khoảng trên 10 năm. Nhưng mà theo với khối lượng rác hiện tại thì khả năng là rất là khó khăn trong công tác chôn lấp rác. Và cũng mong rằng là tỉnh, thành phố sớm đầu tư các công nghệ mới, ví dụ công nghệ điện rác, đốt rác để làm sao giảm cái lượng rác thải được chôn lấp. Nghị quyết 08 ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể về vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Đó là tiếp tục đẩy mạnh phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, nâng công suất lò đốt rác thải nhà máy Urenco 11 lên 200 tấn rác sinh hoạt trên ngày đêm, nâng công suất lò đốt rác Dị Sử, thị xã Mỹ Hào lên 150 tấn rác trên ngày đêm, đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Phù Cừ, công suất 200 tấn trên ngày đêm, triển khai dự án đầu tư khu xử lý rác thải Vũ Xá, huyện Kim Động. Hiện nay, dự án nhà máy xử lý rác thải Phù Cừ diện tích 2,9 ha trên địa bàn xã Đoàn Đào đã xong bước giải phóng mặt bằng. 17 hộ dân đã nhận tiền đền bù và nhường đất cho dự án, ủng hộ chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác. Khi có cái nhà máy xử lý rác thải thì cái lượng rác thải trên địa bàn cũng sẽ được tập trung về đây để giải quyết một cách nó nhanh chóng. Mong muốn là xây dựng cái nhà máy để cái dự án này được đi vào hoạt động theo đúng cái lộ trình đã lập ra để người dân sớm được hưởng lợi từ các cái công trình mà do chủ trương của tỉnh đã đưa về. Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 diễn ra đầu tháng 7 vừa qua, trước nhiều ý kiến của cử tri về vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt đang ứ đọng tại các địa phương, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh khẳng định đây là vấn đề đang rất bức xúc, cần sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các ngành, các địa phương và người dân, phải tập trung thực hiện các giải pháp trước mắt và lâu dài. Kịp thời phát hiện xử lý ngay những tình trạng ô nhiễm môi trường và quan tâm xử lý rác thải sinh hoạt và các loại chất thải khác. Đề nghị là ngành tài nguyên nghiên cứu là tham mưu cho tỉnh lựa chọn cái công nghệ xử lý rác thải phù hợp và khai thác hiệu quả đầu tư và có chính sách khuyến khích các địa phương đầu tư các cơ sở xử lý rác thải có quy mô phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch của tỉnh. Tỉnh đã quy hoạch là chỗ 11 hectare của TOT, họ đã đang triển khai 2 lò đốt. Hai nữa là cái nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Môi trường là giao cho đấu giá các nhà máy rác Dị Sử ấy. Ai chúng đấu giá thì cho thêm mở rộng 5 hectare nữa. Như vậy nếu như hai cái nhà máy này xong thì toàn bộ là Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ, cả Ân Thi nữa là không phải lo về rác thải. Tuy nhiên là trong cái thời gian mà chờ xây dựng mất phải 1 năm, vậy 1 năm rác đi đâu? Thì tôi yêu cầu ngành Tài nguyên Môi trường phải hướng dẫn các huyện và các huyện lại phải hướng dẫn các xã và các xã phải hướng dẫn tích các thôn, nhân dân vào cuộc tích cực phải phân rác thải tại nguồn. Vì khi mà phân rác thải tại nguồn ấy, thì cái lượng mà rác thải để xử lý ấy, chỉ đạt khoảng dưới 5% thôi, còn lại là sang hữu cơ vô cơ để bón ruộng, rất là tốt, vừa là ích nước lợi nhà, vừa là phát triển nông nghiệp. Trong khi chờ các giải pháp đồng bộ và cụ thể của các ngành chức năng được thực hiện thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, qua đó giảm lượng rác thải phát sinh ra môi trường. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, huyện Phù Cừ là địa phương có tỷ lệ hộ dân thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ cao nhất tỉnh với trên 60%. Địa phương này đã đề ra những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh và nhân rộng mô hình này. Đây có thể là cách làm gợi mở cho các địa phương khác tham khảo học tập. Từ giữa năm 2021, hộ gia đình nào trong huyện Phù Cừ ký cam kết xây bể để phân loại xử lý rác hữu cơ tại nhà thì được Ủy ban dân huyện hỗ trợ 150.000 đồng và 2 gói chế phẩm vi sinh. Ủy ban dân xã thị trấn hỗ trợ 100.000 đồng. Nhiều gia đình có vườn rộng đã xây bể và thực hiện tốt phân loại rác và làm hiệu quả việc phân loại rác hữu cơ. Từ khi có này là chúng tôi là quyết tâm là phân loại rác để đảm bảo vệ sinh lâu dài cho gia đình, cho môi trường, cho xã hội. Tại xã Tam Đa, một trong 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, đã có gần 70% số hộ dân thực hiện mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, giúp địa phương giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường khoảng 50%. Mặt khác, phân loại rác hữu cơ đúng cách cùng với phun chế phẩm vi sinh sẽ tạo ra nguồn phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng, giảm thiểu dùng phân bón hóa học. Rau dưa
rồi các loại vỏ trái cây thì tôi bỏ vào cho vào hố rác, thế còn những giấy bóng, ni lông không phân hủy được thì chúng tôi mới bỏ ra môi trường để cái hạn chế cái lượng rác thải thải ra môi trường. Như một tuần thì ví dụ như gia đình nhà tôi thì trước kia thì có thể là hai túi thì khoảng là 5 cân nhưng bây giờ chỉ khoảng 1 cân thôi vì cái lượng giấy bóng rất là ít. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cử, toàn huyện hiện có khoảng 17.000 hộ dân thực hiện phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình với 3 hình thức: bằng thùng, bằng hố và bằng bể, tùy theo nhu cầu và diện tích đất của gia đình. Các xã có tỷ lệ cao là Tống Phan, Tam Đa, Đỉnh Cao, Minh Tân. Thực hiện tốt phân loại rác giúp các địa phương giảm sức ép cho việc thu gom. Đến nay gọi là đã đi vào lề lết rồi. Thế nên là đấy cái cảnh quan môi trường là rất là sạch sẽ. Rác thải chủ yếu là rác thải vô cơ, ví dụ như là túi ni lông chẳng hạn, hoặc là những cái đồ mà vật cứng không sử dụng được thì lúc đó mới trở ra ngoài môi trường. Còn ngoài ra là các hộ đều là thực hiện phân loại, cái việc xử lý như thế thì rất là tốt và đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường. Cách làm bài bản, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp cùng ý thức bảo vệ môi trường của từng hộ dân đã làm cho mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ trên địa bàn huyện Phù Cử được đại đa số các hộ gia đình hưởng ứng, thực hiện và đạt hiệu quả rõ rệt. Với cái phương châm là huyện hỗ trợ tiền vật liệu xây dựng, xã hỗ trợ tiền công xây, còn người dân, các hộ gia đình tự chế lắp đặt, chúng tôi đã đạt được một cái tỷ lệ khá cao về cái xử lý rác thải hữu cơ, đạt được 77% số hộ gia đình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Và điều này rất là hiệu quả, góp phần làm giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường ở nông thôn và người dân có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác hữu cơ, vô cơ sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển. Mặt khác, xả nhiều rác thì phải trả nhiều tiền. Từ đầu năm 2025 sẽ bắt đầu áp dụng xử phạt những hộ gia đình không thực hiện phân loại rác thải. Các địa phương cần đẩy mạnh khuyến khích người dân tự phân loại, xử lý rác trước khi thải ra môi trường, bởi đây là điều kiện tiên quyết để giảm lượng rác phát sinh ra môi trường, đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giải quyết bài toán rác thải ứ động hiện nay.